Anh Tibi ơi, em vừa mới bắt gặp một cậu bé người rừng. Lục, ở đâu em? Dẫn anh đi nào. Đi thôi anh. Đi. Người rừng đó kìa anh. Ồ, đúng là người rừng thật. Ôi em ơi. Anh có làm gì em đâu, em ngồi xuống đây. Thôi em cắt chuối đi. Sao em phải ăn chuối khổ vậy? Anh bóc cho em một cái xúc xích em ăn này. Anh có làm gì em đâu mà em phải khổ sở vậy? Xúc xích của em đấy. Sao ạ? Đúng là người rừng. Em ăn bằng cái này này, anh bày cho này. Em phải chọc như thế này, em ăn từ từ thôi. Em không cần phải ăn. Ô, sao cũng phải bóc vậy? Em hạ một lá nào, sao em phải bóc vậy? Ủa trời ơi, đúng là người rừng. Em tồi quá. Chắc anh phải đưa em về nuôi. Em cứ đi theo anh nhá.